Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái phần chữa bài tập của bài số 13 trong bộ giáo trình tiêu chuẩn HSK3 nhé. Đầu tiên nào chúng ta sẽ cùng chữa cái phần điền từ vào chỗ trống đúng không ạ? Chuyển chứa cha tăng vật xứ ủy kén không. Trước hết là chúng ta sẽ cùng xem các từ này là gì nhá. Ipan, Ipan là gì đấy ạ? Phó từ đúng không? Biểu thị là gì? Thông thường, thường thường. Trinh tráng ạ, cũng là một cái từ phó từ biểu thị tần suất hay xảy ra của hành động, dịch là thường xuyên đúng không? Trung úy cuối cùng. In cai là gì ạ? Đưa ra lời khuyên nên làm gì và nguyên y là gì ạ? Như kiểu là sẵn sàng làm gì đấy hay đồng ý làm cái việc gì đấy một cách cam tâm tình nguyện đúng chưa? Vậy câu số 1 nào? Ti của mân in cai chẳng mất nhắn nào? Cho mua nỉ mân gì ạ? À, đây chúng ta sẽ điền là y pan đúng không? Vậy cho mua nỉ mân y pan tại nhà chư phan? Tại gia chư hay sư chu chư chư? Cuối tuần thì thông thường các bạn sẽ hay ăn cơm ở đâu? Để ở nhà ăn hay là đi ra ngoài ăn? Chưa? Tiếp nào? Tiếp chúng ta sẽ điền là trung úy ạ. Trung úy khảo quán sư là của mình suy nỏ quán quán. Cuối cùng thì cũng thi xong rồi. Vậy chúng ta đi đâu chơi được nhỉ? Đúng chưa? Tí san của mình in cai gì ạ? Thiến in cai đúng không? Nỉ in cai chảo suy chảo chỉ. Bía suy tỏ trong năm một quán. Bạn nên làm sao đi ạ? Chảo suy là ngủ sớm. Chảo chỉ dậy sớm. Đừng có ngủ muộn như thế đúng không ạ? Tí sư ạ. Của phú gì? Của phú yên y đúng không? Của phú yên y chuy nha cơ công sư công chùa. Thay yên. Dễ, thay lây. Tôi không sẵn lòng hay là tôi không muốn đấy. Đến công ty đấy để làm việc vì quá xa và cũng quá là mệt. Tiêu ủ ạ. Nà cơ phan quản lý của mân xuế xào hẳn hẳn chìn. Của mân gì ạ? Chinh tráng. Đúng chưa? Của mân chinh tráng truy. Cái cửa, cái quán ăn đấy thì cách trường của chúng tôi rất là gần. Và chúng tôi làm sao đấy ạ? Thường xuyên đi. Đúng chưa? Đó, tiếp theo nào, khán giả xa men, chúng ta cùng xem phần bên dưới ạ. Đầu tiên chúng ta có từ gì? Qua truy, qua truy thì có rất là nhiều nghĩa đúng không? Có thể dịch là qua bên đó này, hay là có nếu là danh từ chỉ thời gian thì qua truy có nghĩa là trước đây, quá khứ đấy. Chỉ lái là gì? Đây là một cái biểu ngữ xu hướng kép đúng không? Thường đằng sau động từ biểu thị là có xu hướng là cái gì gì đấy lên. Vi tao là gì? Tình cờ gặp phải. Xiao trưởng, hiệu trưởng và lỉ u là quà tặng đúng không? Vậy ti liêu nào? Ý hội châu chinh lý chẩu chinh lái tạo sứ hâu chỉnh đa cha gì? Trang chỉ lái. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ điền là trang chỉ lái số 6 ạ. Hảo, của mình chưa to lập. Một lát nữa thì giám đốc châu, khi mà giám đốc châu bước vào trong thì mời mọi người hãy làm sao đứng dậy. Vâng, chúng tôi biết rồi, đúng chưa? Thế chi ạ? Của quang lơ bả chơi bẩn su khoán kể tha lập. Mấy quan xỉ, mình thiên của bác nỉ sung cua truy ba. Chỗ này sẽ điền như kiểu giọng của xu hướng kép ạ. Tôi đã quên trả lại cái cuốn sách này cho anh ta. Không sao, ngày mai thì tôi sẽ giúp bạn mang qua đó. Thì bà, chém bên nào quay lão rấn sư sế, là sủ mân tỏ, xeo trọng. Mân thiến xeo trọng ạ, hiệu trưởng. Cái vị hay là cái ông hay là cái bà mà đứng đằng trước kia là ai thế? Ông đúng không? Cái ông mà đứng đằng trước kia là ai thế? Đấy là gì ạ? Hiệu trưởng của chúng tôi, đúng chưa? Đi chiều ạ. Đi chẩm mà khuấy lái chơi mơ quản, khuấy cha tỏ lưu sang. Huy tao trang lão sư là cần tha léo lời ý khuê. Sao bạn lại về muộn như thế? Trên đường về nhà thì tình cờ gặp phải thầy Trương. Thế nên là đã nói chuyện với ông ấy một lúc. Đúng chưa? Và số 10 ạ. Xa cơ nhuê sư, dế dê tỏ sân rư. Ní yếu sớm mà tả xoăn. Của yếu xung tha ý chèn thơ bế tỏ lỉ u. Tháng sau là sinh nhật của ông nội thì bạn có dự định gì? Tôi muốn tặng ông một món quà đặc biệt. Đúng chưa? Tiếp nào, đi san ạ. Chúng ta sẽ dùng những cái từ hoặc là các cái điểm ngữ pháp ở trong cái bài học số 13 này để người ta gọi là méo sụ của bên, tức là miêu tả về cái bức tranh này. Đấy, để hay là cách khác là điền từ vào đây để nó phù hợp đúng không? Vậy câu số 1 nào, Inga sẽ mở hiểm nào. San đến đi ạ. Rồi chúng ta sẽ điền là nỉ truy sang tên. Chỗ này các bạn có thể điền là gì đấy ạ? Mải khuấy đúng không? Ở đây cái bài này chủ yếu của chúng ta là học về bổ ngữ xu hướng kép. Thế nên là chúng ta tận dụng tất cả những cái gì mà có thể sử dụng bổ ngữ xu hướng kép được. Như vậy sẽ là mải khuấy tiền tan cao khứa ỉn leo lái ba. Ý khuê yếu phóng yêu qua lái ma? Sư tợ. Ý khuê của mân gì đấy ạ? Yếu đúng không? Khơ lấn lái. Ví dụ thế. Hảo. Ủa mải sang truy mải. Đúng chưa? Bạn đầu tiên mẹ bảo con là bạn con đi đến cửa hàng mua một ít bánh kem và đồ uống về đi. Một lát nữa có bạn đến sao? Đúng vậy, một lát nữa thì chúng ta sẽ có khách đến. Vâng, thế thì con sẽ đi mua luôn. Được chưa? Đấy, thì đấy là đoạn số 3.1 nhé. Tiếp nào, san tiền R. Gì đây ạ? Phan chu hảo lơ.
Trong cái bài này nó có một cái cách sử dụng, đó là gì? Có cái từ khoai đứng đằng sau tính từ biểu thị mức độ cao của tính từ đấy. Vậy chỗ này có thể điền là lê khoai là bạn đúng không? Ừ, đấy. Cân nỉ y chỉ gì? À, chỗ này sẽ là pen pen, là y pen là vừa làm gì vừa làm gì đúng không? Vậy hai người này là gì đấy ạ? Đang nấu cơm và nói chuyện với nhau, vậy sẽ nói là pen chu phan đúng không? Và pen gì nữa ạ? Pen léo thiên đi đúng chưa? Pen chu phan, pen léo thiên. Thế nên là gì ạ? Y tiến về phủ lê của mình kể lấu xa đạo khống nhiều gì nhỉ? Sung cua truy đúng không? Mình muốn sung kép sung cua truy y xia chẳng mấy nhăng hảo của cái nỉ y chỉ truy được chưa? Đấy nhá. Phan chu hảo là lê khoai là bà cái nỉ y chỉ bên chu phan bên léo thiên y tiến về phủ lê của mình kể lấu xa đạo khống nhiều sung cua truy y xia chẳng mấy nhăng hảo của cái nỉ y chỉ truy được chưa? Cơm đã nấu xong rồi, mệt mệt lắm rồi nhỉ đúng chưa? Vừa cùng với anh vừa nói chuyện vừa nấu cơm thì một chút cũng không mệt đấy. Thế thì chúng ta mang một ít cho cái người bạn ở dưới lầu đi, có được không? Được, thế thì em cùng anh qua đó nhé, đúng chưa? Tiếp theo nào, chúng ta có đoạn số 3. Chưa một tua lỉ u tâu sinh nghỉ trang phu, cái này nên điền gì? Đúng ngữ xu hướng kép thôi, mải gì? Mải khuấy lái tợ đúng không? Ừ. Vậy, ta gì căng chúng của ngoại khởi lái, chứ sư sở mơ, sư hống diệu, ý hội của mình khởi ý gì? Ờ, khởi ý gì đây? Đều là diệu đúng không? Ừ, ý chỉ gì? Có thể nói là ý chỉ khưa đúng không? Ờ, đấy nhá. Quà nhiều như thế này đều là gì đấy ạ? Chồng bạn mua về à? Đúng vậy, anh ấy vừa từ nước ngoài về. Thế đây là gì? Đây là rượu vang hoặc rượu nho đấy. À, một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau uống, đúng nhá. Ừ, đấy, thế là đi sang toàn. Bạn số 4 ạ. Thay lây là của mình bía bảo là chở gì? Ờ, có thể nói là chở khuấy truy đi, đi bộ về đúng không? Chở khuấy truy ba. Hảo, của mình khởi ý gì đây? Ờ, tên chở, tên gì? Tên léo đúng không? Ừ, mình khởi ý tên chở tên léo. Nỉ gì? Ừ, nỉ mẩy thiên hay là nỉ chinh trắng cũng được. Ừ, nỉ chinh trắng bảo bu ma đúng không? Tuy của gì đây? Của y ban, các bạn thể hiện y ban thông thường, của y ban mấy thiên sáng sang tôi chú lại thảo ý khuê, được chưa? Đấy nhá, còn đọc lại nữa này. Thay lê là, của mình bía thảo là, chẩu với truy ba. Hảo, của mình khởi ý biên chẩu biên léo. Ní chinh chẳng thảo bu ma? Tôi, của y ban mấy thiên sáng sang tôi chú lại thảo ý khuê. Ừ, mệt quá rồi, chúng mình đừng chạy nữa, đi bộ về đi. Được, thế thì chúng ta vừa đi bộ vừa nói chuyện. Thế bạn thường xuyên chạy bộ sao, đúng không? Đúng vậy, tôi thông thường thì cứ mỗi buổi sáng thì tôi đều ra ngoài để chạy lúc. Đấy, thì đấy là nội dung của cái đoạn này nha, được chưa? Đó, tiếp theo nào, chúng ta cùng sang cái phần bài tập nhé, bài tập ở trong sách ạ. Ừ, bài tập ở trong sách thì chúng ta sẽ cùng làm phần nghe trước. Nghe thì cô sẽ mở sắp cho các bạn nhé, thì để chúng ta vừa nghe và vừa xem qua cái phần sắp xem nội dung của nó là gì. Lesson 13. I walked back. 一，爷爷，这本书我没看过，是您新买的吗？这是爷爷送给你的生日礼物。嗯，好，各位等我一下。好，喂，第一呢？第一是哪个图片呢？题目ở đây chúng ta của chúng ta sẽ là bức tranh nào đây ạ? Rồi chúng ta sẽ cùng nghe nhé. 是您新买的吗? Yeah, 这本书我没看过。 Ừ, đầu tiên chị này bảo là 爷爷, 这本书我没看过, tức là sao? Ông ơi, cuốn sách này thì con chưa từng đọc qua đúng không? 是您新买的吗? À, 是您几啊? À, 新买的吗? À, thiếu mất câu này, 是您 này, 新买的吗? Tức là sao? Có phải là ông mới mua không? Đúng chưa? Thế ông trả lời là 这是爷爷送给你的生日礼物。 À, 这是gì? 爷爷送给你的生日礼物。 Đây là quà sinh nhật mà sao đây? À, ông nội tặng cho con đấy, đúng chưa? Thế thì tá ăn sư gì đi ạ? Đây, A nhá, ở đây chủ của chúng ta sẽ là chọn bức tranh A, đúng chưa? Tiếp theo là tí R. 箱子里东西太多。 Ừ, đầu tiên chị này bảo là sao đây ạ? À, 你终于来了,箱子里东西太多。 Cuối cùng thì bạn cũng đến rồi, đúng không? À, đồ ở trong vali thì nhiều quá. 我刚才搬了几次都没搬起来。 Ừ, của gì?
我刚才搬了几次都没搬起来，搬 ở đây có nghĩa là bưng bê, trong trường này mình dịch là bưng bê. Vừa nãy thì tôi ý là bê mấy lần nhưng mà cũng không bê lên nổi đúng không? Chỉ lái là lên mà. Đấy. Vừa nãy bê mấy lần mà cũng không bê lên được. 我放下电话，马上就跑过来了。 Thế thì anh này nói là gì? 我放下电话, đây chỉ có từ điện thoại là điện thoại rồi. Thế thì放 bình thường nghĩa là đặt để đúng không? Tức là anh này có thể là đang nghe điện thoại của chị này, sau đó nói là gì? Tôi cúp máy một cái. Cái từ 放下电话 mình có thể hiểu là cúp máy hoặc là tôi bỏ điện thoại xuống một cái đúng không? Tắt máy xuống một cái cũng được. Tôi tắt máy một cái, tôi cúp máy một cái thì làm sao? Mà xong thảo cô lái lên, ngay lập tức chạy qua đây đây đúng không? 来，我帮你搬下去。 来，我帮你搬下去。 Nào, lại đây đúng không? Để tôi làm sao đây ạ? Bác nghỉ tăng xa truy là để tôi bê xuống giúp cho, đúng chưa? Ừ, như vậy bức tranh nào ạ? Vậy đoán chữ F nhé. Bức tranh F ạ. Tiếp đi San. San. 你看,我家小狗多喜欢你。 你看 gì nhỉ? 我家小狗多喜欢你。 Bạn nhìn xem, con chó nhà tôi nó thích bạn chừng nào, biết chừng nào đấy đúng không? Tức là rất thích. 见了你就跑过去了。 gì? 见了你就跑过去了, nhìn thấy bạn một cái là nó đã làm sao? Nó đã chạy qua lấy liền rồi đúng không? 他这么快跑过来是因为我拿着好吃的。 Chị sẽ này bảo sao? 他这么快跑过来是因为我手里拿着好吃的, đúng không? Nó chạy nhanh như vậy là vì sao? Trong tay tôi cầm đồ ăn thôi đúng không? Như vậy bức tranh nào ạ? Rồi đó chữ C nhá. Bức tranh C ạ. Đi sư nào. 四 好久不见，没想到在这儿遇到你了。 Thế anh bảo sao? 好久不见，没想到在这儿遇见你了。 Lâu lắm rồi không gặp, thật không ngờ là gì đấy ạ? Lại tình cờ gặp bạn ở đây. 你来这儿做什么? 你来这儿做什么? Vậy bạn ở đây làm gì vậy? Đúng chưa? 我来这家公司面试，刚面完。 Thế chị này đến đây để làm gì? 我来这家公司面试，刚面完。 Tôi đến công ty này để phỏng vấn và vừa mới miên quán, thì có nghĩa là phỏng vấn xong đấy. Zǒu, wǒ men biān zǒu biān liǎo. Zǒu, wǒ men biān zǒu biān liǎo. Nào, thì đi thôi, chúng ta cứ đi vừa nói chuyện đúng không? Như vậy đáp án là đối B nhá, bức tranh B ạ. Đi ngủ này. Wǒ. Nǐ kàn zhè hái zì zěnme le? Đầu tiên anh bảo là gì ạ? Nǐ kàn zhè hái zì zěnme le? Em nhìn xem là cái thằng bé này nó làm sao thế đúng không? 我过去帮他一下。我过去帮他一下, thế hay là để tôi qua đấy giúp đỡ nó một chút nhớ. Thì chị vợ ngăn cản là gì? 别帮他. Bìa帮他 đúng không? Đừng giúp nó. 让他自己站起来.让他自己站起来, để nó làm sao? Tự mình đứng lên. 他一定可以. Ta一定可以, nó làm sao? Nhất định là sẽ được thôi đúng không? Như vậy đáp án là gì đây? E nhá. Bức tranh E, được chưa? Tiếp theo nè, sang phần số 6 ạ. 住在我家旁边的是个老人，他很热情。住在我家旁边的是个老人，他很热情。那叫住在我家旁边是个老人。 Sống ở bên cạnh nhà tôi thì là một ông già đúng không? Ông ấy rất là nhiệt tình này. 行，喜欢帮助大家。 喜欢帮助大家, rất là thích để giúp đỡ mọi người. 大家有了问题都愿意请他帮忙。 Làm sao nữa ạ? 大家有了问题都愿意请他帮忙. Mọi người mà ý là ai có cái vấn đề gì thì đều làm sao? Đều gọi là sẵn sàng nhờ ông đấy giúp đỡ đúng không ạ? Hay đều muốn ông đấy giúp đỡ đấy. Đấy, thế như vậy câu hỏi là 那位老人遇到了问题. Câu hỏi là 那位老人遇到了问题. Cái ông già này ông ấy đang gặp phải vấn đề. Có phải ông gặp phải vấn đề không ạ? 不是. Là gì? 别人遇到问题, ta lại băng mắng. Người khác mà gặp phải vấn đề thì ông ấy đến giúp đỡ, chứ không phải ông này gặp phải vấn đề đúng không? Như vậy đi liêu đáp án là chua. Câu 6 đáp án là sai nhá. Thứ 7 nè. 我喜欢美. 7. 过去我喜欢每天早上起床后. Đầu tiên anh nói là 过去我喜欢每天早上起床后, đúng không? 一边吃早饭一边看报纸. 一边吃早饭一边看报纸, đúng không? Đấy. Trước đây đúng không? Cô truy là trước đây đấy thì làm sao? Tôi thích là cứ mỗi sáng sau khi thức dậy thì sẽ làm sao? Vừa ăn sáng vừa đọc báo, đúng chưa? 现在我没有这个习惯了. Thế nhưng mà 现在我没有这个习惯了. Bây giờ thì tôi lại làm sao đây ạ? Không còn cái thói quen này nữa. 因为太忙了，没时间了. Vì vậy làm sao? 太忙了，没时间了. Đúng không? Vì quá là bận, không có thời gian. Vậy câu hỏi là
他一直一边吃早饭一边看报纸。哦，thế ở đây người ta dùng cái y chứ, tức là vẫn luôn. Anh này anh vẫn luôn làm sao? 一边吃早饭一边看报纸là vừa ăn sáng vừa đọc báo, 是不是? 不是, 那是以前thôi. Đấy chính là chỉ là trước đây thôi, đúng không? 过去thôi, quá khứ thôi. Thế còn hiện tại thì làm sao? 没有时间, 太忙了, nên là gì? Không còn cái thói quen này nữa, đúng không? Vậy đáp án đây là gì ạ? Chua nhá. Thứ ba là 一边看报纸就出门了。早上我起了床就出门了。嗯，首先anh ấy nói là gì ạ？早上我起了床就出门了。到了半路发现没带电脑和钱包。啊，到了半路发现没带gì电脑和钱包是没忘带呀，没带啊。Thế thì buổi sáng thì sau khi thức dậy cái thì là gì ạ？就出门，tức là đi ra khỏi cửa luôn, ra khỏi nhà luôn. Và sao到了半路đi được nửa đường thì phát hiện ra là gì ạ？không mang máy tính với lại cả ví tiền đúng chưa？又开回拿，又开回拿，tức là sao ạ? Lại phải, khai khuấy ná ở đây có nghĩa là anh ấy chắc đi ô tô, lại phải ý là quay xe lại về để lấy. 到公司的时候已经十点半了。嘛，到公司的时候已经十点半了。Lúc đến công ty thì đã là gì ạ? Mười rưỡi rồi đúng không? Thế câu hỏi này. 他是开车来公司的。嗯，他是开车来公司的。Anh lái xe ô tô đến công ty, như vậy答案是gì? Đúng thôi, đúng không? 八。啊。九呢？九。妈妈忙了一天，回家还要做饭。嗯，你妈妈忙了一天，回家还要做饭。mẹ bận cả một ngày đúng không? Về nhà lại còn phải làm sao nữa? Ờ, nấu cơm nữa cơ, đúng chưa? 我让她坐下来休息一会儿。啊，我让她怎样坐下来休息一会儿？你都没把mẹ là sao ạ? Ngồi xuống và nghỉ ngơi một lúc đi。但他总是边笑边说。啊，但他的总是边笑边说，因为 mẹ luôn luôn làm sao, cứ vừa cười vừa nói rằng là 为你和你爸做饭，我很高兴。啊，为你和你爸做饭，我很高兴，tức là sao ạ? À, ý là vì con và vì bố con mà nấu cơm thì mẹ rất là gì, rất là vui, đúng chưa? Câu hỏi. 爸爸很喜欢做饭。因为是不是？啊，不是，đúng không? Vậy đáng chứ chua nhé. Cậu thích nấu không ạ? Không, bố không thích nấu, mà là mẹ thích nấu cho hai bố con ăn thôi, nhá. Vậy câu 9 là chua, 10 này. Sì. Phương 校长的办公室过去在四层。嗯，走进来。方校长的办公室过去在四层，嗯，过去，嗯，过去，过去在四层。啊，văn phòng của giám đốc à của hiệu trưởng Phương thì trước đây là ở tầng số 4. 他每天都爬上去。啊，每天都爬上去，tức là thì ngày nào ông ấy cũng leo bộ lên. Cái từ "爬" đây là leo mà, à, ý ở đây là leo bộ lên. 上个月搬到十二层以后。thế nhưng mà上个月搬到十二层以后， tháng trước thì làm sao nhỉ? Sau khi mà chuyển đến tầng số 12.他开始坐电梯不爬楼了。啊，thì làm sao ạ? Ta 开始坐电梯不爬楼了。Thì ông ấy bắt đầu sao? Ngồi thang máy và không còn leo bộ nữa, đúng không? Câu hỏi là 以前方校长喜欢爬山。嗯，có phải là trước đây ông này cũng thích leo núi không ạ? Không phải. Leo núi và leo thang bộ nó khác nhau nhá. À, đúng rồi. Như vậy câu này phải là gì? Sai ạ, được chưa? 11 nào. Khẩn lây. 11.你怎么这么累？嗯，đầu tiên chị này, anh ấy hỏi là, 你怎么这么累? Thế sao lại trông lại mệt mỏi thế, đúng không? 电梯坏了，我是爬上来的。啊，thế chị này bảo là, 电梯坏了，我是爬上来的。cái gì đấy ạ? 电梯là gì? Thang máy đúng không ạ? Thang máy hỏng, thế nên là tôi làm sao? Ý là leo bộ lên. 快给我喝口水。啊，快给我喝口水。Mau cho tôi làm sao đây ạ? À, một ngụm nước.女的为什么很累? Như vậy người ta hỏi là nữ的为什么很累? Tại sao người phụ nữ này lại mệt như vậy đúng không? Câu A là 她去爬山了, cô ấy đi leo núi. B là 她喝了很多水, cô ấy đã uống rất nhiều nước. Và C là 她是走上楼来的, đúng không? Tức là cô ấy đi bộ, leo bộ lên cầu thang. Như vậy答案是gì ạ? À, C nhá, được chưa? 12 này.十二，超市离家这么远。嗯，超市离家这么远。我们真的要走回去吗？嗯，我们怎样真的要走回去吗？đúng không? Siêu thị làm sao đấy? Cách nhà xa như vậy thì chúng ta thật sự là cần phải đi bộ về sao? Đúng không? Chỉ có 3 站。
我们边走边聊. À, thì chị này bảo sao? Chú hiểu san chan chan ở đây là bến chạm đấy. À, ý là chỉ còn có ba cái bến nữa thôi đúng không? Wo men bian zou bian liao. À, liao thì phải lâu. À, bian zou bian liao. Chúng mình làm sao đây ạ? Ờ, vừa đi vừa nói chuyện đúng không? Ừ. 一会儿就到家了。一会儿就到家了, đúng không? Ừ, một lát thì làm sao đây? Là sẽ về đến nhà thôi, đúng không? Để sao nữa? 多走走还能锻炼身体，不是吗？ 多走走还能锻炼身体，不是吗？ Đúng không? À, đi bộ nhiều thì còn có thể làm sao rèn luyện sức khỏe, à, chẳng phải là thế sao, đúng chưa nhỉ? Ừ, rồi thì câu hỏi là gì ạ? 女的想做什么？ Ừ, như vậy là 女的想做什么, đúng không? Người phụ nữ này 12. Muốn làm gì, đúng chưa? Ừ, nhá. Như vậy là câu A là chẩu khuấy cha truy, đi bộ về nhà. B là léo thiên nói chuyện và C là truy trao sư muốn đi siêu thị. Ờ, như vậy ta sẽ gì nhỉ? A nhé, chẩu khuấy cha truy, đúng không? Chị ấy đi bộ về. Chứ san này. Chốt. Chứ san. Nhi chân đều chú của. Ừ, đầu tiên anh ấy hỏi là nhi chân đợi yao chu guo, bạn thật sự là muốn đi nước ngoài sao? Chuy nam yuan de difang, bu shi xiang hui lai jiu neng hui lai de. Ờ, sao nhỉ? Chuy nam yuan de difang, bu shi xiang hui lai jiu neng hui lai de. Tức là sao? Đi đến một cái nơi xa như thế, không phải là cứ muốn về là có thể về được đâu, đúng không? Ni ba ma duo xiang ni a. Thì làm sao ạ? Ni ba ma duo xiang ni a. Thì thế thì bố mẹ bạn sẽ nhớ bạn biết bao, đúng không? Ta men shuo nianqing ren yinggai zou chu qu. Ừ. Họ mới nói gì ạ? Nén chinh lớn làm sao đây ạ? Nên cái chẩu chu chi là gì ạ? Họ nói là gì đây? Ừ, khi mà còn trẻ thì nên làm sao? Ý là đi ra ngoài nhiều. Nhớ cái từ chẩu chu chi không phải là đi bộ nhé. Tức là đi ra ngoài để mở rộng tầm hiểu biết của mình ấy. Đô khan khan ngoài biên đời nhân và sự. À đấy, gì ạ? Đô khan khan ngoài biên đời nhân và sự đúng không? Tức là sao ạ? Để làm sao nhìn nắm hay là gọi là hiểu thêm về con người và sự việc ở thế giới bên ngoài đấy, đúng chưa? Quan yu nữ da, có thể biết được gì nhỉ? Về cái người con gái này thì có thể biết được điều gì nhá? A là ỷ trinh cũng nén chinh rồi, đã không còn trẻ nữa. B là hấn xiang ba ma, rất là nhớ bố mẹ. Và C là yao qu guo wai, là muốn đi nước ngoài. Ờ, như vậy ta là gì nhỉ? C đúng chưa? Ừ, C. Sứ sư nào. Thứ tư, 那么多车，吃饭的人真不少. Ừ, đầu tiên anh ấy bảo là gì ạ? 那么多车，吃饭的人真不少, đúng không? Nhiều xe thế này thì làm sao nhỉ? Người ăn cơm thì thật sự là không ít. 我们把车放在这儿. Chị này bảo là 我们把车放在这. Chúng ta hãy làm sao để xe ở đây đi, đúng không? 走过去吧. À, 走过去吧. Đi bộ qua đó đi. 也不远. 两分钟就到了. À, 也不远. 2分钟就到了, cũng không xa lắm đâu, 2 phút là có thể tới được. 他们现在最可能在哪儿? Ừ, cái câu hỏi là họ bây giờ đang có khả năng nhất là ở đâu đúng không? A là phan quán Mấn Khẩu đang ở cửa của quán ăn đấy rồi, có phải không? B là phan quán Lý Biên ở trong cái quán ăn đấy rồi. Và C là Lý Phan Quán Phu Duyển Địa Ti Phang, là cách cái quán ăn này nó không xa. Ờ, như vậy đây là gì nhỉ? C đúng chưa? Bởi vì bạn ấy nói là liền phân chung mà, phải mất 2 phút thì chắc chắn không thể là A được, đúng không? Đấy, như vậy là C nhá. 14 15 ạ. 15. 你几号到北京? Ừ, đầu tiên chị này hỏi là 你几号到北京? À, ngày mùng mấy thì bạn đến Bắc Kinh? 票买好了没有? À, 票买好了没有? Hay 买好了吗? Thế vé đã mua được chưa? Đúng không? 别担心,我下个星期六就飞回去了. Ừ, 别担心,我下个星期六就飞回去了. Đừng có lo, đúng không? Làm sao đây ạ? Thứ bảy tuần sau thì tôi sẽ về thôi. 男的怎么回北京? Ừ, như vậy người ta hỏi là người đàn ông này về Bắc Kinh bằng phương tiện gì, đúng không? Như vậy đáp án sẽ là gì? B đúng không? Chủ phê chi nhá, có cái từ phê đây này, được chưa? Tiếp theo nào. 16. 16 ạ. 您好，昨天从你们洗衣店拿回去的衣服. Ừ, đầu tiên anh nói là 你好 nè, 昨天从你们洗衣店拿回去的衣服, đúng không? Sao nữa? 不是我的. À, 不是我的. Có thể hiểu như nào? Xin chào, làm sao đây? Chúng ta phải dịch cái gì trước? Cái y phụ này trước này. Cái bộ quần áo mà sao hôm qua tôi lấy về từ cái cửa hàng hay từ cái tiệm giặt đồ của các bạn thì làm sao? Bú sủa tợ, không phải là của tôi, đúng không? Chuyện y phụ bú sư nín tợ. À, thế chị này mới hỏi lại là chuyện y phụ bú sư nín tợ. Ủa, thế bộ quần áo này không phải của anh sao?
您看，我叫方明。啊，您看，我叫方明，请您看，đúng không? Tôi tên là gì ạ? Phương Minh cơ mà。这上面写的是方鹏。嗯，但是怎么着？这上面写着方鹏，那么ở phía trên này này, ở ghi của một cái tên người tên là Phương Minh, đúng không? Tức là cái chữ Minh với chữ Phương nó gần gần giống nhau nên chắc người ta sẽ cầm nhầm đấy。一定是服务员边听音乐边工作。啊，对对，您说啦，一定是服务员边听音乐边工作。chắc là gì ạ? Hay là nhất định là do nhân viên phục vụ vừa nghe nhạc vừa làm việc rồi, đúng không? Thế nên là gì đây? 拿错了，真对不起。啊，拿错了，真对不起，nên là đã cầm nhầm, đúng không? Thật sự là gì, rất là xin lỗi。您先坐下来喝点水。嗯，您先gì, hơi xe lái hơi điểm sủi. Vậy anh làm sao? Tôi cứ ngồi xuống và uống một chút nước đi đã, đúng không?我马上就去给您换啊！我马上去给您换，đúng không? Tôi ngay lập tức sẽ đi đổ cho anh luôn đây. Câu hỏi. 关于男的可以知道什么？嗯，như vậy về người đàn ông này thì chúng ta có thể biết được điều gì, đúng không? Vậy đáp án là gì đây ạ? A là chào Phương Bằng nhé. Anh ấy tên là Phương Bằng không phải? Trai sang tiệm máy y vụ mua quần áo ở cửa hàng cũng không phải? Trai sĩ tiệm khoản y vụ là đổi đang đổi quần áo ở tiệm giặt đồ. À, như vậy đáp án là C, được chưa? 17 này.十七，小周，你现在要回公司吗？嗯，对呀，小周，你现在要回公司吗？柳州，你背着你怎么样？anh về công ty à？你是开车来的吗？你是得开车来的吗？có phải là anh lái xe ô tô đến không？我是走过来的，车放在公司门口了。啊，听 anh ấy trả lời là， 我是走过来的，车放在公司门口了。tôi làm sao đi bộ đến đây đúng không？ còn xe thì để đâu？À, để ở cổng công ty rồi. 怎么了？有事吗？啊，你呀，sao thế đúng không? Có việc gì à? Được chưa? 你能帮我给老周带回去点东西吗？嗯，thế chị này mới hỏi là bạn có thể làm sao nhỉ? Bằng của là giúp tôi làm sao đây ạ? Mang cho ông Châu một ít đồ về không? Đúng không? 他放在我这儿好长时间了。他的啊，放在我这儿好长时间啦。Ông ấy đã để ở chỗ tôi một thời gian rất là lâu rồi. 明天可以吗？嗯。明天我还来你们这儿。嗯，这anh ấy bảo là thế để ngày mai có được không, đúng không? Ngày mai thì tôi vẫn đến chỗ của các bạn. 到时候开车过来。Thì đến lúc đấy tôi sẽ làm sao nhỉ? Lái xe đến. 女的想请男的做什么？嗯，như vậy câu hỏi là người phụ nữ này muốn nhờ người đàn ông này làm gì? Đáp án là gì? A là hồi công sư là về công ty này. B là cái lão Châu tải tung xỉ là mang đồ cho cái ông Châu đấy và C là khai trưa là lái xe. Ờ, như vậy đáp án là gì? B đúng không? 18 ạ.十八。刚才从电梯里走出去的那个瘦瘦的女孩，你认识？啊，够你这么在意的。刚才呢，从电梯走出来瘦瘦的那个女孩，你认识的了噻？Vậy chúng ta phải dịch cái từ女孩trước này. Cái người con gái mà làm sao gầy gầy bước ra từ thang máy vừa nãy thì làm sao mình认识bạn quen à, đúng không? 对，是我以前的同事。啊，现在bảo là gì? Đúng vậy, là ai đấy? Là đồng nghiệp trước đây của tôi, đúng không? 嗯。听说现在都是经理了啊！nghe nói là bây giờ cô ấy đã là gì rồi ạ? À, giám đốc rồi đúng không? 以后你介绍我们认识一下吧。啊，anh ấy bảo là gì? Ồ, thế sau này giới thiệu chúng tôi làm quen một chút nhé. 没问题。嗯，这些人嘛 ，OK 吗？女的在电梯里遇到了谁？嗯，因为người ta hỏi là người con gái này ở trong thang máy thì gặp ai đúng không? Vậy đáp án là gì đây ạ? 十八。嗯，过去的同事， cái người đồng nghiệp cũ trước đây đúng không? 19呢？那你的车今天放在这儿吧。今天是你的生日，喝几口没关系。嗯，哎，跟住嚟，你给我挂个，咱俩没注意。今天是你的生日。值酒。服务员，来瓶红酒。đầu tiên anh ấy bảo là gì? Em ơi, cho một chai rượu vang đúng không?你不是开车了吗？能喝酒吗？啊，这几年没忙了，是？ Anh không phải là lái xe đến sao đúng không? Liệu có thể uống được rượu không?今天是你的生日，喝几口没关系。嗯，听你讲啥？因为是生日我 em， 以后我没喝酒，不能烧到红啊。那你的车今天放在这儿吧。啊，这几年宝了是，拖铁底塞管用嘞，得有得一百。明天再过来开回去。啊，ngày mai làm sao quay lại và lái về đúng không？关于男的可以知道什么？因为người đàn ông này có thể biết được điều gì đúng không? A là hôm nay là anh ta sinh nhật, hôm nay là sinh nhật của anh ta không phải? Mấy khai chưa lái không lái ra đến không phải? Chẳng khơi đến rượu muốn uống một chút rượu à? Đúng rồi, như vậy là C nhá. Cuối cùng là. Chứ, cũng không có. Zô lê là bả. 20.
走累了吧？我们去太阳咖啡店坐一会儿吧。嗯，昨天anh ấy bảo là gì?走累了吧, đúng không? Mệt rồi à? Chúng ta làm sao đến cái tiệm cà phê tên là Thái Dương hay là Mặt Trời đấy ngồi một lúc đi? 那家店在三层。Chị này bảo là sao? Nhưng mà cái cửa hàng đấy thì nó ở tận đâu? Tận tầng 3, đúng không? 也没有电梯，要走上去。嗯，không có gì nữa, thang máy nên là phải đi bộ lên。喝完咖啡还要走下来。Uống xong cà phê lại còn phải làm sao? Lại phải đi bộ xuống, đúng không? Thì làm sao?我腿疼。嗯，thế thì chân em đau lắm, đúng không? Thì anh ấy bảo là. 那去西西蛋糕店吧。thế anh ấy lại khuyên là gì? Vậy thì đi đến cái tiệm bánh西西 đấy, đúng không? Mình có thể gì cả西西cũng được, hoặc tây tây cũng được. Đấy, cái tiệm bánh này thì làm sao? 有电梯。嗯。好啊，好啊，那家店在高层。đấy chị này đồng ý luôn, đúng không? Được được. Làm sao? 那家店在高层。cái tiệm bánh đấy thì nó ở trên tầng cao này.从上面看下去特别漂亮。从上面看下去你能说特别漂亮。từ trên mà nhìn xuống thì làm sao nhỉ? Vô cùng là đẹp, đúng không? Vậy câu hỏi này. 女的要去哪儿? 女的要去哪儿, đúng không? Người phụ nữ này làm sao đây ạ? 二十。đi đâu, đúng chưa? Rồi, ok. Đấy, như vậy đáp án là gì đây ạ? B nhé, CC tăng cao đẹp, đúng chưa? Đó, thì đấy là về phần nghe này. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang phần đọc hiểu ạ. Chị cân sao mà? Ừ, chị cân C đúng không? C này. C là gì đấy ạ? Đang trái dẫu chu chu đó, na cơ rừng sư sấy, sư xiao xiao ma. C là sư tha. Đang chi lái chư chu chu là hận cháo chí. Câu này dịch là gì? Vừa nãy thì làm sao đấy? Cái người mà bước ra vừa nãy đấy thì là ai thế? Có phải là Tiếu Tiếu không? Đúng là người đấy. Vừa mới vào thì đã thấy đi ra rồi đúng không? Trong bộ dạng rất là gì? Vội vàng hoặc là lo lắng. Ơ chị ơ là gì ạ? F, chị ạ? F này.怎么走回来了？你的车呢？都快到家了，车坏了，所以我走回来了。那啥呢？上一年你不回来，你现在往哪走？如果sắp về đến nhà lại cứ từ đâu phải sắp sắp lơ là sắp không và đã sắp về đến nhà rồi thì xe lại bị hỏng thì nên là anh đi bộ về đúng chưa? Và sửa sang cân sửa mà cân đi ạ. Đi này. Cà phê có điếu này tôi mải quay lại luôn mà. Điếu này tôi mải quán lợ.Của chú phải quấy lái y xia cà phê. Cái cà phê và sữa thì đều mua về rồi chứ. Sữa thì đều bán hết rồi. Thế nên là tôi chỉ có mua một ít cà phê về thôi, đúng không? Ở sữa sư là ở sữa cân sữa bằng ở sữa cân bi, đúng không? Bi ạ. Bi là gì đã? Chứ sư sấy đã trao khen răng của răng, răng của dễ khăn khăn ba. Thì anh ấy trả lời là sư xéo lỉ nữ ở đã trao khen lỉ chua cô lái y điện của mình y chỉ khăn. Cái gì nhỉ? Bức ảnh là cũng.Đây là bức ảnh của ai thế? Để cho tôi xem một cùng với, đúng không? Đây là ảnh của con gái Tiểu Lý. Bạn ngồi lại đây gần đây, chúng ta sẽ cùng nhau xem. Và ơi, chúng là A, 25 đi với A, đúng không? Để xa ban nhiều sứ trên mà, nếu tôi ngồi léo léo mà. Hảo á, chú công sư lấu xa đợt cafe đen ba, bên khưa bên léo. Gì đấy? Bạn ta làm xong thì có thời gian không? Có thể cùng tôi nói chuyện một chút được không? Được, thế thì đi đến cái tiệm cà phê ở dưới lầu của công ty, đúng không? Vừa uống vừa nói chuyện, nha.26 nào, 26 cân C đúng không ạ? Qua truy, ba bà ma mà trai phản quản tống của mình à? Của mình khoai qua truy ba. Bố mẹ đang ở quán ăn đợi chúng ta đấy. Chúng ta làm sao nhỉ? Mau qua đó đi. 27 ạ, 这是我为你买的生日礼。生日什么？礼物đúng không? B ạ, 你打开看看喜欢不喜欢。Đây là quà sinh nhật mà tôi mua cho bạn. Bạn mở ra xem đi, xem nào có thích không ạ? 28 là A, đúng chưa ạ?我爷爷今年快九十岁了，身体特别好，他走路比我都快。Ông nội tôi thì năm nay đã gần 90 tuổi rồi, thế nhưng mà sức khỏe thì vô cùng tốt đúng không? Ông ấy đi bộ còn nhanh hơn tôi. 29. Trước chỉ thiên của nhãn chinh thăm đông si phú thai chiếm chủ. Thì cái làm sao đây ạ? Các bạn là ép đúng không? Thì cái gì? Chinh tráng chú chú dấu dấu, khăn khăn yuen biên tở, yuen phang tở lưu sư, bế dùng chua chai tiên nào chén.Mấy ngày hôm nay thì mắt của tôi nhìn cái thứ gì cũng thấy nó không rõ lắm. Thế thì bạn nên làm sao đây ạ? Thường xuyên đi ra ngoài mà đi dạo, rồi thường xuyên ngắm nhìn những cái cây màu xanh ở phía xa ấy ạ, đúng chưa? Chứ đừng có lúc cứ ngồi mãi ở trước máy tính thế. San sứ nào, san sứ. Chứ hiểu nỉ ý cơ đến chưa quản phát mà thì trong phu nơ của trong phu làm sao đây ạ? Y ban 3:30 trái khởi lái đáp án D đúng không? Số ý cũng chạy ra chứ. Sao chỉ có một mình mà ăn cơm thế? Thế chồng đâu?
chồng tôi thì thông thường là phải 8:30 mới về, đúng không? Vì vậy mà không ăn cơm ở nhà, được chưa ạ? Sashi này, 我最大的兴趣是看书, 没事的时候, 经常找个 安静的地方, 静静地坐下来, 边喝茶, 边读书, 看累了的时候, 站起来看看远方的绿树, 或者运动一下, 这就是我最大的快乐. Câu này dịch là gì ạ? Cái sở thích hay là cái đam mê lớn nhất của tôi là đọc sách. Những cái lúc mà không có việc gì thì thường xuyên là tìm cái nơi yên tĩnh để làm sao nhỉ? Hay là lặng lẽ ngồi xuống và vừa uống trà vừa đọc sách. Khi nào mà đọc mệt rồi thì tôi lại đứng dậy nhìn những cái cây ở phía cây xanh ở phía xa hoặc là vận động một chút. Và đây chính là cái niềm vui lớn nhất của tôi. Vậy muốn xì khoan làm sao đây ạ? Đáp án gì đấy? C đúng không? Chua xài bù su tức là ngồi xuống để đọc sách, được chưa? 32 nào. Bị mân thang, 这就是我家的小狗花花. 它经常跑出去帮我拿今天的报纸, 还能帮我照顾女儿, 跟她玩. 最有意思的是, 它可以站起来走路, 还能边走边叫. 花花这么聪明, 大家都喜欢它. Các bạn nhìn xem, đây chính là cái con chó nhỏ của nhà tôi, tên là Hoa Hoa. Nó thì thường xuyên chạy ra ngoài và sao nhờ giúp tôi lấy báo của ngày hôm nay. Nó còn giúp tôi chăm sóc đứa con gái nữa. Và khi mà chơi cùng với nó, đúng không? Thì cái điều thú vị nhất đó là gì? Nó có thể đứng lên và đi bộ. Tức là ở đây mình có thể hiểu là chó này có nghĩa là đứng bằng hai chân đấy, đúng không ạ? Có thể đứng bằng hai chân để đi bộ này. Rồi còn có thể vừa đi vừa kêu nữa. Hay là sủa đấy. Chó này nên dịch sủa nhỏ chèo đây nhá. Và Hoa Hoa thì thông minh như thế này thì nên là mọi người đều rất là yêu quý nó, đúng không? Vậy Hoa Hoa làm sao đây ạ? Đáp án là gì? A đúng không? Nấng trăng trở dầu luôn, không thể đứng lên để đi bộ được nhá. Sang chữ san nào. 昨天我一天都没带手机, 回到家看见有半个电话, 都是姐姐打过来的. 我突然想到, 今天, 姐姐今天要飞回美国去, 她一定是想在上飞机前跟我说会话, 等我给她打回去的时候, 姐姐已经关机了. Hôm qua thì cả một ngày hôm qua thì tôi đều không mang cái điện thoại. Khi về đến nhà thì nhìn thấy có 8 cuộc gọi nhỡ ấy, và đều là của chị gọi đến. Thì tôi mới đột nhiên nhớ ra là gì? Hôm nay chị gái tôi phải về Mỹ, bay về Mỹ. Và cô ấy nhất định là muốn là trước khi lên máy bay thì nói chuyện với tôi một chút. Thế thì đợi khi mà làm sao đây ạ? Tôi gọi là hồi đáp lại điện thoại cho cô ấy thì chị ấy đã tắt máy rồi. Tức là có thể là chị đã trên máy bay trở về Mỹ rồi, đúng không? Thế thì ủa làm sao đây ạ? Chắc là gì B đúng không? Không phải B. A là quăng lên tay sổ chi đúng không ạ? Hôm nay đã quên mang theo điện thoại, được chưa ạ? Đấy nhá. Tiếp nào 34 ạ. 中国人常说一心不可二用, 意思是做这件事的时候不要同时做那件事. 我女儿一点也不这么想, 她经常一心多用, 回到家总是边听音乐, 边吃苹果, 边看书, 这样学习, 能知道书上说的是什么吗? Người Trung Quốc thường có một câu đó là gì? Y xin đấy có nghĩa là một trái tim hay là một tấm lòng. Thì bu khở ơ dung tức là gì? Không thể dùng vào hai việc được, đúng không? Đại loại ý câu này muốn nói là gì nhỉ? Một lúc không thể làm hai việc nhá. Ý của câu này là gì? Khi mà chúng ta làm một cái việc gì đấy thì không thể đồng thời làm một việc khác nữa, đúng không? Thế thì những con gái tôi thì lại không nghĩ như thế. Nó thường xuyên là gì? Tức là cứ một lúc làm nhiều việc đấy, y xin tôi dung, đúng không? Mà cứ về đến nhà là gì? Nó thường là cứ vừa nghe nhạc vừa ăn táo rồi vừa đọc sách. Thế thì học hành như thế này thì liệu có thể sao biết được trên sách nói cái gì hay không? Đó. Vậy nữ ở trên trắng là sao đây ạ? À, đáp án A, thống sứ chu hẳn đối sư. Đồng thời, tức là một lúc nó sẽ làm rất là nhiều việc, cứ thống sứ và đồng thời. 我丈夫这次出国给每个家人都带回来一件礼物。我爸爸是一瓶好酒，我妈妈是一件漂亮的衣服。给我的礼物是画，因为我最喜欢画画，所以我觉得这是他带回来的最特别的礼物。 chồng của tôi thì lần này làm sao đi nước ngoài mang về cho mỗi người một món quà. Bố tôi thì là một chai rượu vang, mẹ tôi thì là một cái bộ quần áo rất là đẹp, và cho tôi thì là một bức tranh, bởi vì tôi thích nhất là vẽ tranh, thì nên là tôi thấy là cái món quà mà ông ấy mang về là một món quà vô cùng là đặc biệt, đúng không? Vậy trong khu cái của tay với lại chồng mang về cho tôi cái gì đấy ạ? C đúng không? Những chiếc thử nghĩa tại lì u, một cái món quà rất là đặc biệt đối với chị này, đúng không? 36 nào, 36 ở đây thì mình sẽ điền như thế nào đấy ạ? 我们边聊天边走路, đúng chưa? Chúng mình vừa nói chuyện với đi bộ hoặc là
37 là gì đấy ạ? Sấy, cang trái, chu chi lơ, đúng không? Ừ. Ai vừa nãy đã chạy ra ngoài thế? 33 là gì đấy ạ? Phía gì? Chỉ đã chỉ phía, tức là xin đừng, xin đừng làm gì? Chỉ phía này. IBN đúng không? Ừ, khai trưa và IBN đã đem qua. Xin bạn đừng vừa lái xe vừa gọi điện thoại, đúng không? Sang chiều chiều này. Của trưa, tàu hỏa, làm sao? Khoai gieo này, chiêu gieo chứ, chiêu gieo này. Khai lái lơ, đúng không? Tức là gì ạ? Tàu hỏa sắp lái qua đây rồi. 40 nào. Không chuyển mất. Làm sao đây ạ? Tàu chuẩn mất sẽ là một chữ. Đồ chuẩn mất này, tâu làm sao? Chẩu lý, chẩu chu, đúng không? Sử dụng bốn xu hướng kép đấy ạ. Chẩu chu, giáo sư, truy lâm. Đấy, các bạn học sinh thì đều bước ra khỏi lớp học rồi nha, được chưa? Đấy, thì đấy là toàn bộ tất cả các cái phần bài tập của bài số 13.